xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube channel của Phụ Kiện Samsung. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đấy chính là chiếc ốp lưng Dual Layer Protection cho Samsung Galaxy Z7 Pro 2017. Hiện tại mình đây là mẫu ốp lưng Dual Layer Protection cho Galaxy Z7 Pro, một sản phẩm chính hãng của Samsung. Đây là một mẫu ốp lưng chống sốc giúp bảo vệ cho chiếc Z7 Pro rất là tốt. Sản phẩm hiện tại thì có hai màu, màu đen và màu xanh. Mặt sau của sản phẩm thì có tem in đầy đủ các thông tin, cũng như sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea, và có tem nhập khẩu của Samsung, được nhập khẩu ở công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, và có đầy đủ mã sản phẩm, tên sản phẩm, nơi sản xuất, xuất xứ. Bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc ốp lưng Dual Layer Protection cho Galaxy Z7 Pro này. Trong hộp thì sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng, một chiếc ốp lưng Dual Layer. Đây là mẫu ốp lưng Dual Layer Cover cho Galaxy Z7 Pro. Mặt trong thì các bạn có thể nhìn thấy nó ghi nó dập chìm cái chữ Design by Samsung Made in Korea, và có phần vân ở hai bên cạnh trên và cạnh dưới, nó giống như cái vân ở trên máy đấy. Phần phím bấm tăng giảm âm lượng và phím bấm nguồn thì được thiết kế rất là chính xác, cho cảm giác bấm rất là nhẹ. Bề mặt của chiếc ốp lưng thì được làm từ chất liệu nhựa polycarbonate cao cấp, cho cảm giác cầm rất là thích. Toàn bộ phần viền và phần cạnh trên thì đều được bo kín toàn bộ. Đây là phần loa ngoài thì được thiết kế khá là chính xác. Đây mình sẽ lắp chiếc ốp lưng này vào chiếc máy Galaxy Z7 Pro màu đen. Thao tác lắp thì rất là dễ dàng, thao tác tháo ra cũng vậy, rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần tháo bắt đầu từ phần dưới, tháo ra rất là đơn giản. Lắp vào thì các bạn ngược lại, các bạn lắp từ phần bên trên trước. Các phím bấm thì được thiết kế rất chính xác. Do chiếc ốp lưng này là một mẫu ốp lưng chống sốc của Samsung, cho nên là cái phần viền camera đằng sau đây nó sẽ nhô cao hơn hẳn so với phần viền camera của máy. Nó bảo vệ cái phần viền camera rất là tốt. Phần phía bên dưới thì nó hở ra cái chân cắm tai nghe 3.5 và cái chân cắm sạc và lỗ mic. Còn lại thì toàn bộ phần viền thì đều được bo kín toàn bộ. Bây giờ mình sẽ bóc thử cái mẫu ốp lưng màu xanh. Đây là mẫu ốp lưng màu xanh Dual Layer Cover, cũng khá là đẹp ạ. Đây các bạn có thể nhìn đây ạ. Mặt sau với logo Samsung. Mình sẽ lắp vào chiếc điện thoại Z7 Pro màu xanh. Khi lắp cái chiếc ốp lưng này vào điện thoại thì cho cảm giác cầm rất là chắc chắn, nó tránh được trơn trượt khi mà mọi người cầm ở trên tay. Đây, các bạn có thể xem lại một lần nữa hai chiếc ốp lưng màu đen và màu xanh sau khi lắp vào máy ạ. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi phụkiệnsamsung.com hoặc liên hệ số hotline 01299 959595.
Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để được cập nhật thêm nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.